Tiếp tục khui hàng chào đón quý vị đến với clip. Clip hôm nay em giới thiệu đến quý vị bốn mã loa, bốn đôi loa, bốn đôi loa này toàn dòng loa châu Âu hết, loa Mỹ, loa Anh, bốn đôi loa này. Và những mức giá của đôi loa này quý vị cứ tham khảo thoải mái nhé. Và những đôi loa như thế này em đã từng bán và đã bán khá là nhiều. Quý vị cứ theo dõi, quý vị nào thường xuyên theo dõi kênh của em thì quý vị biết là hôm nay những đôi loa này em nhập về cái lô này nó còn rẻ so với những đôi trước em bán, có những đôi từ 2 đến 3 triệu cơ. 2, 3 triệu. Bởi vì là có những năm thì nó giá rất cao, nhưng có lô giật nhập nhiều giá lại được hợp lý. Nên là quý vị cứ cân đối, quý vị đã theo dõi rồi thì quý vị sẽ biết. Được chưa? Để quý vị không đợi lâu, vào luôn, nói luôn. Và cũng thường xuyên xin phép được nhắc luôn lúc đầu là em bán hàng hàng ngày ấy. Cái kênh của em thì hàng ngày mấy trăm người gọi, họ gọi liên tục, em không nghe được máy này thì nó lại chuyển cuộc gọi sang máy kia. Nên máy kia em nghe rồi thì em không thể nghe được máy này, nên các bác chịu khó không nghe được thì nhắn tin, nhắn tin hỏi em sẽ trả lời hết về sau dần. Chưa còn nhiều lúc các bác không gọi được là thành ra nó cứ nhiều người muốn mua không gọi được, nó phản cảm, nó không hay. Chính vì vậy nên là cũng nhắc qua trước khi vào cái bài giới thiệu bài. Đấy, sau đây bắt đầu mời quý vị đến với lại đôi loa đầu tiên, đó là đôi loa Big Venturi LA4. Dòng loa Big Venturi LA4 này báo cáo quý vị là có những đôi nó còn đến 10 triệu mấy, 8, 9 triệu mấy. Đôi loa Big Venturi LA4 này còn rất là đẹp, còn cực kỳ đẹp luôn. Với mức giá quý vị không thể ngờ được, 6 triệu 900. 6 triệu 900. Em ơi, bỏ cái e căng trứng của nó ra đi cho anh ấy. Em nó có e căng đây, e căng này thì chắc chắn là không phải e căng zin của nó rồi. E căng zin của nó là e căng dán. Nếu như quý vị nào muốn e căng zin của em đây, e căng này. Quý vị nào muốn e căng của em nó thì về thuê thợ mộc đóng cái khung đây, căng lưới vào. Bởi vì là thuê thợ mộc đóng cái khung này chắc là cả hai khung này mắc cùng lắm 200.000 trả đến. Đây là đôi loa Big Venturi LA4, dòng Big Venturi này không quảng cáo nhiều. Nên này có nút tinh chỉnh, có các chế độ nghe classic này, rock này, pop rock này. Đấy. Được chưa? Có nhiều chế độ đây. Dòng Venturi này để bát 25, màng giấy gân vải tẩm dầu, tép còi. Nó chung còi tép giấy đây, chung còi tép giấy, được chưa? Con này chiều ngang nó 30. Chiều ngang nó 30, hơn 30 đấy, tầm 32. Chiều sâu nó 30. Chiều cao xem nào, 1, 2, 3, chiều cao 60. Thùng vách còn cực kỳ là đẹp luôn, nó quá đẹp. Về phía sau này còn rất là đẹp, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đôi về loa Big Venturi LA4 mà giá 6 triệu 9, em đố quý vị đấy, quý vị cứ đi mua đâu. Em nhớ là những đôi loa này đầu năm với năm ngoái bán toàn 8-9 triệu. Bởi vì lúc ấy cái thời điểm đấy, bởi vì càng ngày mình khai thác được những cái kho, mình đến được những cái đích, mình nhập tận gốc, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng rẻ hơn cho quý vị. Và người lợi sẽ là những người khách hàng sử dụng. Chứ quý vị nào đã thường xuyên theo dõi kênh của em nhiều năm nay thì quý vị biết là những đôi loa này nó giá trị bao nhiêu. Và em đã từng bán giá nó 8 triệu hay 9 triệu hay 10 triệu bao nhiêu, các bác biết rồi. Tiếp tục kể cả đôi này cách đây khoảng gần 1 năm, em có bán 1 hay 2 đôi rồi. Đây là đôi loa Kenwood, thiết kế với lại một bát 30, một chung giấy, một tép giấy, lỗ thông hơi phía trước. Con này bát 30. Bát 30. Đấy. Giá cũng 6 triệu 9. 6 triệu 9, được chưa? Mức giá 6 triệu 9. Về đôi Kenwood này thì em đo qua chiều ngang có 40. Chiều ngang 40 này. Chiều sâu 30. Và chiều cao em áng khoảng tay thôi, còn không có thời gian. 1 2 3 4 5 chiều cao nó tròn 1 mét. Ê căng còn đầy đủ. Chiều cao tròn 1 mét. Đấy. Ê căng đầy đủ. Em quay luôn phía sau cho quý vị này. Đây. Ở phía sau của em nó đây. Đây là đôi loa Kenwood ZL883. Kenwood ZL883 công suất 180W một loa, chết 140W, không phải 80, 140W. Một loa trở kháng 8 ohm. Made in USA. Yeah. Đấy. Đây là những dòng loa Kenwood cổ. Cái cổ đấy. Được chưa? Giá 6 triệu 9. Hôm nay toàn giá 6 triệu 9, 5 triệu 9 thôi. Hai đôi này 6 triệu 9, Venturi 6 triệu 9, Kenwood. Kenwood thì quá khủng rồi. Ê căng đầy đủ. Tiếp theo mời quý vị sang đến với lại đôi loa Cora 10. Dòng loa Cora 10 này các bác đã biết rồi đúng không? Cora 10 này thì nó dòng loa của đến từ nước Anh.
Dòng loa này quý vị có thể ghép với âm ly Yamaha đánh rất là hay, hoặc là các loại âm ly Anh, âm ly Pioneer. Pioneer thì nó không sáng bằng loa âm ly Anh, âm ly Yamaha. Dòng loa của Anh này thì quá là nổi tiếng rồi. Còn ngoài ra thì quý vị có thể ghép những âm ly cao cấp khác thì không nói, nhưng em đang nói chuyện những tầm âm ly tầm bình dân đấy. Con Cola 10 này trên kênh quý vị đã xem có những thời điểm 6 triệu 8, 6 triệu 9, 7 triệu mấy cơ. Được chưa? Các bác cứ theo dõi kênh của em thì biết. Những em nhập được giá thấp thì em sẽ bán thấp. Con Cola 10 này quý vị nhớ nhá. Này, đây là con Cola 10 loa của Anh. Như này là SP3268. Đấy. Trở kháng 6 ohm. Cola 10. Được chưa? Loa kép KF Cola 10. Những dòng loa này công suất 150W. Trở kháng 6 ohm. Được chưa? Kép. Lỗ thông hơi phía sau. Còn phía trước của em nó đây. 2 bát, một tép đo ở phía giữa. 2 bát mà gân cao su, màng giấy gân cao su. Con này không hay không lấy tiền quý vị. Mà cái giá của nó thì giật mình rồi, 5 triệu 9. 5 triệu 9 ạ. Với mức giá 5 triệu 9 thì quý vị cứ đi tham khảo đi, đi cả nước mà tham khảo giúp em. Được chưa? Cả nước tham khảo giúp em. Tiếp tục sang với lại đôi loa tiếp theo. Đôi loa này không tên thì phải. À có tên. Nhìn chưa? Đây. Nó là đôi loa F4 này, cái gì đây các bác này? F4 gì đây này? Mở cửa các bác đấy. Nhìn này, nó bong mất cả rơi thế. Nó nghe lâu quá đấy. Thời gian lâu quá. Đây này. F4. Nhìn này. Đấy, các bác xem kỹ độ em nha. Toàn loa châu Âu hết thôi. F4 gì đây? Acoustic. Đây tất cả đa số đều là loa châu Âu đây. Bên trên này. Quý vị nhìn hộ em. Đây là những đôi loa cổ Acoustic F4. Đôi này có giá là 5 triệu 9. Đôi này có giá là 5 triệu 9. Con này được thiết kế với lại một bát 25. Một tép giấy. Báo cáo quý vị là quý vị nhìn cái núm, quý vị nhìn đã thích rồi này. Dòng những dòng loa này báo cáo quý vị là bao ok, bao dòng loa chất, tất cả đây đều là dòng loa châu Âu. Quý vị nhìn những con ốc vuông của nó dùng đây thì biết rồi. Với mức giá 5 triệu 9 thì nó đáp ứng được tất cả các thể loại nhạc theo yêu cầu của quý vị. Đôi loa này đánh rất là mộc. Những dòng loa này quý vị đánh với lại các đường âm thanh ra như là nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc đầu cối, nhạc đĩa than, vân vân. Nó cho chất lượng phải nói là cực kỳ là hay. Đôi loa khá là đẹp. Chiều ngang của em nó thiết kế với khoảng độ 32 phân. 32. Chiều sâu. Chiều sâu khoảng độ 25. Và chiều cao xem nào. 1, 2, 3, 60. Chiều cao 60. Vỏ màu đỏ bóc đô, ê căng đầy đủ. Đấy. Mức giá 5 triệu 9 thì quý vị cứ đi tham khảo. Tham khảo thoải mái xem quý vị có kiếm được đâu những đôi loa như này không. 5 triệu 9 ạ. 5 triệu 9. Còn tên của nó thì em đã ghi đấy rồi. Có nhiều bác thì biết về những dòng loa này. Còn thật ra là em hàng ngày em lấy về nhiều loa, nhiều vô kể. Không thể biết hết được đâu. Quay giới thiệu đến đây thôi cho quý vị đọc mã, đọc tên cho quý vị. Là quý vị nào cần biết chi tiết hơn thì quý vị hãy gõ những cái mã của con này vào Google ấy. Quý vị gõ vào đấy thì quý vị sẽ tham khảo thêm để biết thêm. Còn em là người thật ra là đam mê nhập về giới thiệu bán cho quý vị. Không phải là em cái gì em biết đâu, không biết được hết. Không thể biết được hết quý vị ạ. Cả đời không bao giờ biết hết được âm thanh. Còn rất nhiều bác, rất nhiều cựu chưa âm thanh cả đời rồi. Bác còn chưa biết hết được, mình chưa là cái gì cả. Mình chưa là gì cả. Nên là có những cái gì các bác cần biết thêm thì các bác đã được em quay sát clip vừa rồi. Các bác hãy gõ cái mã tên của loa hay âm ly hay là cái gì đấy. Tất cả cái gì em giới thiệu vào Google. Bây giờ ông Google ông giới thiệu, ông giới thiệu hết, ông trả lời hết cho quý vị. Rồi à. Được. Đấy. Được chưa? Em nói lại này, đôi Big Venturi này 6 triệu 9. Đôi Kenwood 6 triệu 9. Đôi loa Cora 10 5 triệu 9. Và đôi loa cái gì A gì nhỉ? Đọc khó lọc lắm. Toàn tiếng Tây đọc méo cả mồm. Đây. FS4 này cái gì đây? Khó lắm cũng đọc được. Đấy. Đôi loa cổ này giá 5 triệu 9. Bao hay quý vị nhá. Bao hay bao tốt cho quý vị luôn. 5 triệu 9.
đó là toàn bộ cái clip giới thiệu đến quý vị những mã loa, 4 mã loa. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em giao truyền hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.